ngỡ ngàng mối tình đầu của hoàng đế Napoleon. Hoàng đế Napoleon Bonaparte đi vào lịch sử Pháp với sự nghiệp quân sự lừng lẫy khi giành được nhiều chiến thắng kinh thiên động địa. Bên cạnh sự nghiệp cầm quân, hoàng đế Napoleon của Pháp khiến nhiều người tò mò về đời sống tình ái. Đặc biệt, nhiều người quan tâm về mối tình đầu của Napoleon trước khi ông trở thành hoàng đế Pháp. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, người phụ nữ đầu tiên khiến trái tim Napoleon xào xuyến là Caroline de Colombia. Mối tình đầu của Napoleon nảy nở khi ông đóng quân gần dinh thự của bà Colombia vào cuối những năm 1780. Khi ấy, Napoleon là một chàng lính pháp trẻ trung khoảng 20 tuổi. Một điều thú vị là bà Colombia lớn hơn Napoleon 8 tuổi. Dù có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng Napoleon không để ý chuyện này. Theo đó, Napoleon cùng Colombia Thỉnh thoảng đi dạo hay đi đến vườn anh đào hái quả. Một thời gian ngắn sau khi bắt đầu chuyện tình lãng mạn, Napoleon tặng cho Colombia chiếc nhẫn vàng có mặt bằng ngà voi, hình ảnh những công nhân đang hái anh đào. Tuy nhiên, mối tình đầu của Napoleon không có kết thúc có hậu. Nguyên do là bởi vì sau Napoleon tập trung cho sự nghiệp nên chuyện tình giữa hai người chấm dứt. Vì vậy, đến cuối cùng, bà Colombia kết hôn với một tướng quân đã về hưu và chuyển đến Lyon, trong khi ấy Napoleon lên ngôi vua và kết hôn với Josephine. Dù cả hai có gia đình riêng, nhưng hoàng đế Napoleon và bà Columbia giữ liên lạc qua thứ từ. Họ trở thành những người bạn thân thiết đến khi nhà vua lừng danh Pháp qua đời ở chốn lưu đày.